Cường xin lỗi vụ quảng cáo sai sự thật, sẵn sàng bù đắp thiệt thòi của khách hàng. Trưa ngày 24 tháng 9, nghệ sĩ Cát Tường có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về những clip quảng cáo tràn lan trên các trang mạng gây ngộ nhận cho người tiêu dùng vì tin vào nghệ sĩ nổi tiếng. Thời gian qua trên các trang mạng xuất hiện nhiều clip nghệ sĩ Cát Tường quảng cáo sản phẩm nói quá sự thật về công dụng, không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, nhất là khán giả hâm mộ, đặc biệt clip quảng cáo sữa có thể giúp nhiều triệu chứng bệnh khiến khán giả phản ứng dữ dội. Các tường nhận trách nhiệm quảng cáo sai sự thật. Các tường cho biết gần một năm qua cô chọn giải pháp im lặng, từ chối trả lời vì sợ ảnh hưởng đến bộ phim đang tham gia. Đến thời điểm này, sau 8 tháng xảy ra sự việc, cô lên tiếng, tôi chọn giải pháp im lặng nhưng im lặng không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm. Tôi im lặng vì cần có thời gian chiêm nghiệm, quan sát và tìm hiểu, để tìm cách giải quyết cái sai của mình một cách triệt để. Nữ nghệ sĩ cho biết cô lên tiếng thời điểm này là hợp. Lý vì đã chấm dứt các hợp đồng quảng cáo sản phẩm trên mạng. Riêng hợp đồng quảng cáo sữa đang bị chỉ trích, cô đã hết hợp đồng quảng cáo cách đây 4, 5 tháng, cô khẳng định những clip các tường quảng cáo trên mạng hiện nay là trái phép. Các quảng cáo đã tháo bỏ 80%, còn lại 20% chưa thể tháo bỏ hết vì tràn lan trên mạng. Tôi và ekip đang rà soát để nhờ cơ quan chức năng can thiệp, một lần nữa cô thừa nhận bản thân đã sai do nói chưa đúng những từ chuyên môn cho phép theo quy định của luật quảng cáo. Lần này cô nói rõ những sai phạm, những điều chưa đúng là để nhận lỗi, có làm có chịu không chối bỏ hay bào chữa những việc đã làm các tường cho biết cô sẵn sàng đến tận nơi xin lỗi những khách hàng sử dụng sản phẩm do cô quảng cáo mà không hiệu quả nếu có yêu cầu và chịu trách nhiệm bù đắp phần nào thiệt thòi của khách hàng